giả cũng như trình cơ hội đổi đời. Không. Lý do là bởi vì là cũng đã rất là nhiều lần Vân Dung cũng muốn làm những chương trình như thế này, bởi vì là bận quá, bận rất là nhiều chương trình, rồi là quay phim, rồi gala, cho nên là tất cả những ngày đấy thì Vân Dung không có lịch để làm. Nhưng mà lần này thì Vân Dung phải quyết tâm, tức là dành riêng ra một cái lịch để làm chương trình cho những hoàn cảnh khó khăn, cho những người nghèo, những người neo đơn. Thì đây là một phải nói là một điều mà Vân Dung cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, hạnh phúc sau này. Không phải vì như thế đâu, mà bởi vì là với Vân Dung ý, thì là ngoài diễn ra thì là đứng ở trên sân khấu mà nói mà không phải là diễn này, rồi là những chương trình game show này, rồi là tất cả những cái gì mà không phải là vở diễn, vai diễn thì mình rất ngại. Mình ngại không phải là vì mình chảnh hay là vì mình kiêu căng hay là mình có một cái gì đấy đâu, mà chỉ là vì là cái khoa ăn nói của mình rất là kém. Đấy, rồi là mình rất là hậu động, mình rất là vụng về. Thế thì mình chỉ sợ là chơi những chương trình như thế thì các bạn ở bên cạnh các bạn mình giỏi quá thì khán giả sẽ đánh giá là sao làm sao mà lại ngốc thế. Rồi nữa đâu ạ, những bạn diễn thì mà phải là nữa sao ạ, tưởng chị Vân Dung thế nào hóa ra là thế này. Cho nên là cứ sợ lòi ra cái là mình hậu động, rồi là mình vụng về, rồi là mình ăn nói không được khéo. Thế cho nên là cứ ngại. Rất là nhiều chương trình cũng mời nhưng mà Vân Dung từ chối rất là nhiều, bởi vì là đấy, chỉ sợ lộ ra cái đấy thôi. Nhiều lời mời Vân Dung làm MC thế nhưng mà lần nào Vân Dung cũng từ chối. Nhưng mọi người bảo tại sao mà bình thường chị lên sân khấu chị nói giỏi thế, chị nói siêu, chị diễn giỏi thế mà tại sao ngoài đời chị lại sợ. Chị sợ cái gì? Thì mình cũng có nói là mỗi người có một số phận, mỗi người được đặt ở một nơi nhất định. Thế cho nên là với Vân Dung thì chắc là ông chờ cho mình số phận chỉ làm diễn viên thôi, không làm được MC. Thế nên là tất cả những lời mời đấy thì mình cũng phải xin lỗi, vì là mình không khéo ăn khéo nói. Mình chỉ sợ là một lúc nào đấy mình vô tình mình có nói lỡ lời làm cho ai tổn thương, làm cho ai buồn đấy. Thế cho nên là mình rất là sợ tất cả những lời mời đấy mình hay mình trôi được như thế. Phải nói thật là mình rất là nhát. Ví dụ như có thể diễn trước đám đông hàng ngàn khán giả, mấy chục nghìn khán giả thì Vân Dung không bao giờ ngại cả. Thế nhưng mà nếu mà chị phát biểu trước tầm khoảng 5-6 người thôi chẳng hạn, mà không phải là vai diễn thì chắc là không ai cậy mồm được mình đâu, bởi vì là rất là ngại nó, sợ. Khi đã vào cuộc chơi rồi ấy, thì mình nghĩ là ai cũng giống ai thôi. Tất cả anh chị em mình cùng đồng lòng chỉ có suy nghĩ một điều duy nhất là mình làm sao mà làm thật tốt. Mình sẽ cố gắng vượt qua mọi thử thách, mọi khó khăn, làm sao phải lấy được nhiều, thật là nhiều tiền về để cho những hoàn cảnh khó khăn mà hôm nay mình sẽ giúp đỡ. Cái điều đấy là điều quan trọng nhất. Còn tất cả mọi thứ tuổi tác rồi là về nghề nghiệp, nó không có ý nghĩa gì ở đây cả. Không đâu. Mình nghĩ là không đâu, bởi vì cái khoảng cách thế hệ rồi là kể cả khoảng cách của mình cũng thế. Mỗi bạn, mỗi người chúng ta được đặt vào một vị trí nhất định, mỗi người giỏi một nghề mà. Thế bây giờ ví dụ như Vân Dung mà làm diễn viên mà bây giờ cho đi làm bác sĩ là thể nào cũng để dao kéo trong bụng bệnh nhân. Thế cho nên là mỗi người sẽ giỏi một nghề, các bạn giỏi nghề của các bạn, mình làm tốt nghề của mình. Cho nên là cái điều đấy không quan trọng đâu. Hai bạn đấy thì đúng là không thể nói rồi. Khi mà các bạn xuất hiện ở đâu thì ở đấy bao giờ cũng là nổ tung luôn. Các bạn ấy rất là hoạt bát này, các bạn ấy hoạt ngôn này, các bạn ấy nói năng rất là dí dỏm, rất là hóm hỉnh. Điều quan trọng là các bạn ấy luôn luôn mang được những các cái năng lượng tốt, nhiệt tình rồi là có lửa truyền cho tất cả những người chơi và truyền cho tất cả khán giả. Cho nên là khi mà được biết là MC Đại Nghĩa và Việt Hương làm MC thì Vân Dung nhận lời luôn. Bởi vì là nếu như mình có lỡ lời, nếu như mình có nói cái gì bị hớ, hoặc là nếu như mình có làm cái gì vụng về thì chắc là các bạn sẽ giúp đỡ mình, cho nên mình tự tin lắm.
Nói chung bây giờ chị đã đến đây rồi, chị không có cái gì là quan trọng. Bây giờ chị nghĩ đến tiền thôi. Nghĩ là làm sao mà để lấy được nhiều tiền, thật là nhiều tiền để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Buồn chứ? Bởi vì là đến đây đâu phải là để mình chơi đâu, mà đến đây cũng không phải là để mình diễn. Mình đến đây là để làm tất cả mọi việc để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thế cho nên là nếu không được nhiều tiền như mình và các bạn đồng chơi của mình mong muốn thì tất nhiên là mình cũng buồn, bởi vì như thế là mình sẽ không giúp đỡ được cái hoàn cảnh mà mình cần giúp. Thế cho nên mình chỉ mong muốn là hôm nay mình cùng với đồng chơi của mình sẽ gặp nhiều may mắn để lấy thật nhiều tiền này. Vừa lúc nãy đến trên sân khấu ấy thì mình có được gặp gia đình của chú đồng lòng giúp đỡ. Thế thì mình cũng thấy là 800 nghìn là cả một số tiền mà gia đình cũng gặp với ba con người sống trong số tiền 800 nghìn trong một tháng. Thì mình không thể tưởng tượng được. Mình không thể tưởng tượng được tại sao lại có những người mà đến bây giờ vẫn còn như thế. Mà hơn nữa hai em lại bị mẹ bỏ từ lúc còn nhỏ, cho là bố rồi thì thôi hai em như thế. Nên mình nhìn thấy cái hoàn cảnh đấy thì không nghĩ không bình thường là người cũng mạnh mẽ lắm, ít khi rơi nước mắt trước người khác. Nhưng mà khi mà biết được hoàn cảnh của chúng thì cảm thấy là ngại là hôm nay chơi nữa, càng nhiều tiền càng tốt. Và mình nghĩ rằng là đội của mình, hai bạn chơi cùng với mình cũng sẽ nghĩ như mình, tức là được bao nhiêu cũng được, vì dù sao cái số tiền đấy cũng là có thể là chúng mình chơi vụng về, có thể là chúng mình không được chọn chĩa, có thể là chúng mình làm chưa tốt. Nhưng mà mình nghĩ là đấy là tấm lòng của ba người chơi, của các bạn chơi, ai cũng mong muốn là làm thật tốt để mang được tiền về cho chú trả nợ, để mang được tiền về cho chú nuôi các em. Nghĩ rằng là đấy là tấm lòng rồi thì chú và các em cũng sẽ đón nhận. Chương trình Cơ Hội Đổi Đời sẽ phát vào thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Đây là một chương trình rất là đặc biệt và vô cùng ý nghĩa, cũng mong tất cả khán giả, tất cả mọi người yêu thương tất cả chúng tôi sẽ luôn luôn đón xem chương trình, ủng hộ chương trình nhiệt tình. Vân Dung xin chúc tất cả các khán giả của chương trình luôn luôn nở nụ cười trên môi.